Tuyển Huyền, em về nhà, anh Sáu giúp em xách đồ. Ờ, cái túi này chứa cái gì vậy? Tại sao nặng thế? Là thư tình người khác tặng em đấy. Sao nhiều vậy, sao em không từ chối? Cái gì có thể từ chối thì em đã từ chối hết rồi. Nhưng có một số không cho em cơ hội từ chối. Để lại rồi chạy mất, em chỉ có thể nhận lấy thôi. Sao họ dám để mắt tới em gái của tôi chứ? Anh Sáu, sao anh ném đi vậy? Hamum, một lũ ếch nhái mà cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Mơ đi. Anh Sáu, nhưng mà Tuyền Huyền, em đừng để tâm. Bây giờ chúng ta vẫn đang là học sinh, còn một tháng nữa là thi đại học. Bây giờ em lo lắng chuyện này là không có trách nhiệm với tương lai của bản thân. Không, em không có ý đó. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Những điều tốt đẹp hơn đang chờ em ở phía trước. Nhưng là thư tình của lũ trẻ con kia có gì đáng tiếc? Anh Lục à, em không thấy thư tình đáng tiếc. Điều em muốn nói là cái túi phiên bản giới hạn mà anh cả tặng cho em rất thích nó. Anh ném đi như vậy thật đáng tiếc. Ừ, không sao. Nhà họ Tô và Đế Gia là quan hệ hợp tác lâu dài. Bảo anh cả lấy lại cho em cái khác là được mà. Họ nhất định sẽ cho mặt mũi thôi. Huyền Huyền, em lên xe trước đi, rồi bật điều hòa đợi anh. Anh đi một chút, sẽ quay lại ngay. Anh có phải sẽ đi cái khu rừng nhỏ đó không? Khỏi đi nữa, em đã giải thích rõ ràng với bọn họ rồi. Em dám tự đi gặp họ à? Em thật sự đã một mình đi gặp họ sao? Họ có bắt nạt em không? Sao em không nói với anh? Nguy hiểm nhiều như vậy, anh nhìn xem không phải em vẫn ổn sao? Họ không bắt nạt em đâu. Thế cũng không được. Sau này, bất cứ chuyện nguy hiểm nào, em nhất định phải nói với anh. Không được tự đi một mình. Lần này thôi. Sau này nếu anh biết chuyện tương tự nữa, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em. Vâng, anh Sáu. Em biết rồi mà. Vậy anh Sáu đừng giận nữa nhé. Hứ. Chị à, sao chị lại chọc giận anh Sáu nữa vậy? Anh Sáu tính tình tốt đến thế mà. Chắc chị làm sai chuyện gì đó rồi phải không? Trường có dạy quy tắc tôn ti trật tự chưa? Bao giờ đến lượt em dạy dỗ chị của mình? Anh Sáu à, em không có ý đó. Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Không cần đâu, em cứ lo làm tốt phần việc của mình là được rồi. Thu hồi cái suy nghĩ nhỏ nhen của em lại. Nếu anh còn nghe thấy lời nói kiểu hôm nay nữa, anh sẽ không ngại viết thư cho ba mẹ đang ở nước ngoài, giải thích tình hình. Ghét quá, tôi Huyền Huyền tại sao lại phải trở về? Tại sao cô ấy không ở luôn bên ngoài? Tại sao tôi không phải là cô gái thừa kế đích thực của gia tộc Quyền? Anh vừa nói với Tô Dĩnh Dĩnh về quy tắc tôn ti trật tự. Làm sao em biết vậy? Em biết đọc môi mà. Em cũng biết đọc môi à? Em đã cố tình học nó phải không? Không phải, em tự học đấy. Đúng là em gái của Tô Lãng mà. Anh vừa nói về quy tắc tôn ti trật tự, không cho phép cô ấy bắt nạt em. Nhưng nếu em bắt nạt cậu ấy thì sao? Bắt nạt rồi thì bắt nạt thôi. Em gái à, em mà không phải là người hay gây sự, chủ động bắt nạt người khác chắc chắn là do người khác làm điều gì đó sai rồi. Huống hồ em là chị, dạy dỗ em gái vốn là bổn phận mà, làm sao có thể gọi là bắt nạt chứ? Đây là sự tôn kính và dạy bảo của chị dành cho em gái. Anh Sáu thay đổi quá nhiều rồi. Xin chào bạn, có phải là đồng học Tô Uyển Uyển không? Vâng, tôi là Tô Uyển Uyển, anh là Dương Trí Quốc, là đạo diễn của bộ phim Hải Vô Danh mà hôm trước em đã đi phỏng vấn. Em còn nhớ chứ? Thật xin lỗi vì đã thông báo muộn thế này. Thời gian gần đây anh đang quay phim trên núi, mới vừa trở về. Vừa về đã thấy tin nóng về em. Anh đã cho bộ phận PR xử lý rồi, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng nhiều đến em. Cảm ơn đạo diễn Dương. Không cần khách sáo. Ban đầu đây cũng là lỗi của bộ phận bảo mật, làm việc không tốt, để lộ ra bảng điểm đánh giá. Nhưng cô cũng thấy đấy, hiện tại cả đoàn phim đồng ý, em là người phù hợp nhất với vai Mộng Mộng. Không biết bên em thế nào? Đạo diễn à, em có thể đóng được mà. Em rất thích diễn xuất. Ừ, đó mới là câu anh chờ đợi. Vài hôm nữa anh sẽ gửi hợp đồng cho em. Chúng ta coi như đã thỏa thuận xong việc này vậy. Hiện giờ em đang học lớp 12. Còn một tháng nữa là thi đại học. Lễ khởi máy và những thứ khác sẽ chỉ định sau khi em thi xong. Vâng, cảm ơn đạo diễn. Quân Tổng sao? Ông ấy gọi cho tôi làm gì? Xin chào, anh là Quân Tổng sao? Xin chào, vâng ạ. Quân Tổng, ngài tìm tôi có việc gì? Tôi nghe nói anh sắp sản xuất một bộ phim mới. Gọi là Hải Vô Danh phải không? Kinh phí có đủ không? Nếu thiếu thì tôi có thể đầu tư thêm 100 triệu cho anh đấy. Thế thì tôi cũng xin cảm ơn tấm lòng tốt của Quân Tổng trước nhé. Chỉ là không biết, Quân Tổng có điều gì muốn chỉ thị cho tôi? Chỉ có hai yêu cầu thôi. Thứ nhất, vai Mộng Mộng không được thay đổi. Thứ hai, với 100 triệu này, cải thiện tốt điều kiện cho đoàn làm phim. Không được quá vất vả. Nếu thiếu, anh cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ tiếp tục bổ sung đầu tư thêm. Được. Quân Tổng, tôi chắc chắn sẽ làm cho ông hài lòng. Tôi thật may mắn. Việc quay phim vẫn chưa bắt đầu, mà chưa gì đã được đầu tư 100 triệu. Tôi hoàn toàn có thể để bộ phim phát triển theo ý muốn của mình. Ngày hôm nay sao vậy? Tại sao các ông lớn lại tìm đến tôi? Xin chào. Chào anh Tô. Ờ, cảnh này có vẻ quen quen. Anh Tô, sao anh lại tìm tôi? Tôi nghe nói sắp tới anh sẽ có một bộ phim gọi là Hải Vô Danh. Tô Thị rất thích bộ phim này, quyết định đầu tư cho nó. Nếu tôi không lưu số của họ, tôi thực sự đã nghĩ đây là kẻ lừa đảo. À không, một băng nhóm lừa đảo mới đúng. Làm gì có chuyện kiếm nhà đầu tư dễ như vậy? Hay là tổ tiên của tôi hiển linh rồi? Tôi không, tôi lạc đề rồi, phải quay lại thôi. Hôm nay ngày tốt lành gì thế nhỉ? Sao tất cả các ông lớn đều thích chi tiền? Cảm ơn Tô Tổng. Không biết Tô Tổng có yêu cầu đặc biệt nào không? Bây giờ vẫn là giai đoạn chuẩn bị.
Chúng tôi có thể dễ dàng thay đổi. Chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, vai Mộng Mộng không được phép thay đổi. Thứ hai, sử dụng 100 triệu này để cải thiện môi trường của đoàn làm phim. Nếu mà có gì khó khăn hoặc chi phí chưa đủ, cứ liên hệ với tôi để tiếp tục đầu tư. Hồ sơ kịch bản này nói y chang lúc nãy vậy. Đúng rồi, cô Uyển Uyển cũng là họ Tô. Tiểu thư mới được tập đoàn Tô tìm thấy, hình như cũng gọi với cái tên này. Vậy đầu tư của tập đoàn Tô là bình thường. Nhưng tại sao tập đoàn Quân cũng tham gia cuộc vui này? Không lẽ thực sự như những gì trên mạng nói, Quân Tổng thực sự thích Tô Tổng? Chuyện này hơi kỳ lạ, như có vẻ hai người trên thương trường rất mạnh, nhưng cũng có tuổi rồi mà vẫn chưa cách thế hệ trong gia đình giàu có thật sự phức tạp. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.